Không có tiền đóng học. Sắp đến hạn học phí rồi, mình phải làm sao đây? Con đã về rồi à? Vào cất cặp sách rồi ra ăn cơm đi con. Mẹ, mẹ ơi, con sắp phải đóng tiền học phí kỳ mới rồi. Mẹ có... Ừ, con đừng lo, để thư thả một hai hôm nữa mẹ có tiền. Rồi à, mẹ đưa con đi đóng học phí nha. Mẹ ơi, hay là con xin bảo lưu, chứ cứ thế này thì... Không được, trước khi ba con mất, mẹ đã hứa với ba con, cho dù có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn phải nuôi con ăn học tử tế. Con cũng đã hứa với ba con rồi còn gì. Nhưng mà tiền lương công nhân của mẹ hàng tháng được bao nhiêu đâu. Con cứ việc học cho giỏi, còn lại để mẹ lo, con cứ yên tâm. Chuẩn bị ăn cơm rồi, bà mẹ còn đi đâu mãi chưa về? Mẹ, mẹ đi đâu thế? Mẹ làm con lo quá. Mẹ đi làm giúp, à, làm thêm con à. Làm thêm ư? Trời đất, mẹ ban ngày đã vất vả lắm rồi, giờ lại còn làm tối nữa. Không sao đâu con, đằng nào buổi tối mẹ cũng không bận gì cả. Mẹ đi làm thêm việc gì mà khuya thế ạ? Mẹ đi làm thêm ở xưởng may. Vâng, làm khuya thế, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có việc gì con giúp được, mẹ cứ nói với con. Ừ, con cứ học tốt là được rồi. Chị Hoa nè, chả hiểu nhà chị Thủy kia làm gì mà chiều nào cũng thấy đi vào nhà ông Bách. Chồng vừa mới mất mà đã thế rồi. Ừ, chị nói tôi mới để ý. Nhà ông Bách này vợ cũng mất được vài năm, hay là họ... Ôi trời ơi, ở đời á mà, chả biết được ai như thế nào chị ơi. Tưởng là tốt mà không phải thế đâu. Sao mẹ lại nói với mình là đi làm ở xưởng may nhỉ? Chẳng lẽ mẹ lại nói dối? Mẹ chuẩn bị cơm nước rồi, con ăn đi, không phải chờ mẹ đâu. Mẹ đi làm thêm nha con. Dạ. Mình phải đi theo xem mẹ làm gì mới được. Ơ, hóa ra không phải mẹ đi làm may, mà sao mẹ lại đi vào nhà bác Bách nhỉ? Chẳng lẽ họ nói đúng? Lâm, con vẫn chưa ăn tối à? Mẹ, mẹ thật sự là đi làm thêm ở xưởng may sao? Ờ, sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Mẹ đừng nói dối con nữa. Con đã đi theo mẹ, con đã thấy mẹ đi vào nhà bác Bách rồi. Mẹ, mẹ đã làm chuyện gì xấu hổ nên giấu con phải không? Lâm, sao con dám nói với mẹ như thế? Nếu mẹ không có làm gì thì sao mẹ phải nói dối con chứ? Hàng xóm họ cũng đồn đại mẹ với bác Bách. Con đừng có nói bậy, mẹ không làm gì xấu cả. Còn con, đừng nghe ngóng linh tinh, tập trung vào học cho tốt đi. Khuya thế này, còn ai gọi điện cho mẹ nữa? Alo, có phải chị Thủy đấy hay không? Dạ, cháu là con trai của mẹ Thủy. Bà hỏi mẹ cháu có việc gì không ạ? À, bà là mẹ của chú Bách. Cháu nhớ dặn mẹ hộ bà là tối mai qua nhà chú Bách thì mua ít đồ về làm mâm cơm cúng dỗ nha. Gì cơ ạ? Sao mẹ cháu lại phải làm cơm ở nhà bà? Thầy, cháu không biết gì sao. Bà nhờ mẹ cháu sang giúp việc nhà vào buổi tối. Giúp việc nhà ư? Hóa ra... Mẹ ơi, khuya vậy rồi, sao mẹ chưa đi ngủ? Hôm nay mẹ có mệt lắm không mẹ? Mẹ không mệt, mẹ chỉ hơi buồn thôi con. Mẹ ơi, là tại con phải không? Con xin lỗi mẹ. Nhưng tại sao mẹ không nói với con là mẹ sang giúp việc nhà cho bác Bách? Vừa nãy mẹ của bác Bách gọi điện đến nên con mới biết. Ờ, vậy con biết rồi hả? Thật ra mẹ không muốn nói cho con biết. Mẹ sợ con lo lắng, hoặc có thể con xấu hổ với bạn bè rằng mẹ đi làm giúp việc cho người ta. Không đâu mẹ ơi, con có lỗi vì đã không tin mẹ, vì đã khiến mẹ vất vả, vì đã khiến mẹ buồn. Mẹ ơi. Thôi đừng khóc nữa con, mẹ không trách con đâu. Nếu thương mẹ hãy cố gắng học hành thật giỏi nha con. Dạ con nhớ rồi. Bản sao. Nào đủ hết chưa? Chụp ảnh lưu niệm nhé.
Hôm nay vui thật đấy Ngọc nhỉ? Ừ, đời sinh viên vui nhất khi có những chuyến đi như thế này. Ôi, mấy lọn tóc của cậu tuột rồi nè. Vi ơi, hoa khôi của lớp. Ra đi bọn tớ xin một kiểu. Nào, cười tươi lên nhé. Một, hai. Cái Vi thật xinh đẹp, ai cũng thích cậu ấy. Ngọc ơi, vào chụp ảnh cho vui, đứng đây làm gì? Đúng đó, vào đây chụp với bọn tớ Ngọc ơi. Thôi, tớ hơi chóng mặt, các cậu cứ chụp đi. Thế à, cậu có sao không? Để tớ hỏi mọi người có ai mang thuốc không nha. Tớ không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, ngồi nghỉ một chút là khỏi. Mọi người cứ vào chụp ảnh đi. Vậy khi nào cậu hết mệt thì vào chụp với bọn tớ nha. Mình thật sự thích Quân, nhưng có lẽ cậu ấy thích Tường Vi rồi. Mình vừa quê, vừa thô lỗ như con trai, sẽ chẳng bao giờ cậu ấy để ý đến mình cả. Hay là mình thay đổi phong cách, dịu dàng như Vi, biết đâu Quân sẽ để ý tới mình. Quá ha! Phải bạn Ngọc đây không ta? Ôi, Ngọc xinh quá. Ôi, sao bạn Ngọc bây giờ bỗng dưng lại nữ tính vậy ta? Lớp ta có hai bạn Vi rồi. Ôi, bạn Ngọc. Ôi, bạn Huy Củi, trông cậu ngày càng phong độ đó nha. Thế cậu đến bao giờ mới chịu cho bọn tớ ăn cổ cưới đây hả Ngọc? Tớ chưa, cứ từ từ. Chào các bạn. Ây chà, vợ chồng Quân Vi đến rồi nè. Ô, Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp. Ừ, mình đi làm cũng bận lắm, giờ mới có dịp gặp lại các bạn. Nào các cậu, mình vào tiệc thôi. Chà, hai vợ chồng Quân Vi lúc nào cũng tình cảm như hồi mới yêu ấy nhỉ. Ngọc, sao ra đây? Cậu có gì không vui à? Tớ ở trong kia hơi bí, nên tớ ra đây một lúc cho thoáng. Cậu đang buồn phải không? Có lẽ vậy cậu ạ. À, mình thấy Quân và Vi bên nhau, nhìn lại mình còn đơn chiếc, tớ thấy hơi chạnh lòng một chút thôi. Thời đi học cậu thích Quân đúng không? Sao cậu biết vậy? Đúng vậy, đó là mối tình đơn phương mà tớ đã giấu kín. Tớ đã từng buồn rất nhiều, đến lúc Quân yêu Vi, tớ cũng dần quên được và không nghĩ gì nữa. Nhưng mà hôm nay họp lớp, thấy họ bên nhau, không hiểu sao tớ vẫn thấy buồn. Cậu biết không, ngày xưa Quân đã từng thích cậu. Sao cơ? Cậu nói thật không? Nhưng tại sao sau đó Quân lại yêu Vi? Là kể từ khi cậu trở thành bản sao của Vi, Quân đã rời xa cậu. Trời, thật ra tớ chỉ muốn... Quân từng kể, Quân rất thích sự hồn nhiên, nghịch ngợm và cá tính của Ngọc. Nhưng sau đó thì Ngọc đã thay đổi. Tớ cũng cho rằng người ta chỉ đẹp khi là chính mình thôi Ngọc à. Tớ hiểu rồi, đến giờ tớ mới nhận ra cái sai của mình. Cậu đã giúp mình tỉnh ngộ Huy à. Cảm ơn cậu. Tiếng chày giả gió. Tại sao giả cây gió như thế này lại làm được thành giấy hả ông? Để làm ra những tờ giấy gió cũng công phu lắm. Rồi cháu sẽ được học thôi. Minh ơi, con ra đây giúp mẹ đi cho nhanh nào. Làm việc cũng là một cách học đấy con. Vâng, con sẽ học tất cả các công đoạn để trở thành một nghệ nhân làm tranh giống như ông và cha. Con sẽ khiến cha ở dưới suối vàng tự hào về con. Tốt lắm, thấy mới là cháu của ông chứ. Bố ơi, sắp Tết rồi, nhiều khách hàng đặt hàng quá. Nhanh tay lên kẻo không kịp giao tranh cho người ta đâu bố. Con xem tình hình thế nào, nếu không kịp thì bớt sang cho nhà bác Trình, nhà ông Tú, ông Vinh. Bố ơi,
bên đó cũng đang lo không làm kịp đấy ạ. Bố có thấy cả làng mình nhà nào cũng tấp nập làm tranh không? Thế thì thằng cu Minh sau này nối nghiệp ông làm tranh, tha hồn mà làm nhé. Ông lại mua thêm gối giả gió làm gì không? Lâu nay nhà mình có ai mua tranh nữa đâu ạ. Nghề làm tranh của làng mình ngày càng mai một. Có vài nhà đã bỏ nghề, họ mang cối ra cầu ao vứt trống trơ. Ông tiếc nên bê về. Muốn bê về làm gì? Nhà mình có vài cái, con cũng đang muốn mang vứt đi đấy ạ. Lâu nay chả dùng đến, chật cả nhà ra. Vứt đi là vứt thế nào? Nghề truyền thống của làng, dù không ai mua tranh á, thì tôi cũng phải giữ những vật dụng này như là bao vật gia truyền đấy. Với lại, thằng Minh nó vẫn đam mê con nghề này lắm. Mai này kiểu gì nó cũng vực dậy cái nghề tranh giấy này thôi. Đúng không cháu? Dạ cháu. Thanh niên trong làng cũng đi làm việc khác hết, không ai muốn làm tranh nữa rồi bố ơi. Nhưng thằng Minh nhà mình thì khác, nó sẽ tiếp nối cái nghề này của cha ông. Con nghĩ kỹ chưa Minh? Con định khi nào đi? Dạ, đầu tuần sau con đi luôn mẹ ạ. Ông ơi, con muốn sự ủng hộ từ ông. Nội ơi, cháu có còn của ông không hả Minh? Cháu đã khẳng định sau này sẽ thành nghệ nhân làm tranh nổi tiếng, sẽ làm cho cái nghiệp làm tranh của nhà ta ngày càng phát triển. Vậy mà giờ cháu lại quay lưng với nó thế hả cháu? Ông rất thất vọng về cháu. Ông ơi, con xin lỗi, nhưng giờ làng nghề ta đã như vậy, con phải đi. Hãy để đến khi ông chết, cái nghề này cũng chết theo, sẽ không còn gì để buồn nữa. Kìa ông, kìa bố. Con đi lại cẩn thận nhé. Mẹ yên tâm, có phải lần đầu xa nhà đâu mà mẹ lo. Ông ơi, cháu đi đây ạ. Ông ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Không sao đâu con, nghề tranh làng mình không phát triển được, con cũng phải đi làm công việc khác chứ. Ông cũng sẽ hiểu thôi mà. Con đi mẹ nhé, mẹ hãy động viên ông giúp con. Ừ, cứ yên tâm. Đến nơi rồi, cho xe vào đây anh Tài ơi. Wow, wonderful. Ông ơi, cháu dẫn những vị khách nước ngoài về thăm làng tranh quê mình nè ông. Hello, hello. Cháu đang làm gì thế? Thưa quý vị, những ngày qua quý vị đã được tới rất nhiều địa danh nổi tiếng của đất nước chúng tôi. Bây giờ, tôi xin giới thiệu với quý vị một thứ chắc chắn quý vị sẽ thấy rất tuyệt vời. Đây là tranh dân gian của quê hương tôi. Tôi xin được tặng quý vị và mời quý vị về thăm làng tranh để thấy được sự đặc biệt trong cách làm tranh mà không một nơi nào trên thế giới có được. Trong bức tranh lạ quá, nó được vẽ trên loại giấy rất lạ. Đây là một trong những công đoạn làm giấy. Giấy được giã từ vỏ cây gió. Cây gió sẽ cho ra đời những tấm giấy dai và giữ cho bức tranh rất bền. Ôi, cách họ làm tranh lạ quá. Lẽ ra chúng ta nên đến đây từ lâu rồi. Mực để làm nên những bức tranh như thế này hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên. Thật tuyệt vời. Tôi nhất định sẽ giới thiệu làng nghề này với tất cả bạn bè của tôi để họ tới đây. Bên này, thế là họ mua hết chỗ tranh mà ông đã làm rồi đấy. Lại còn đặt thêm rất nhiều tranh nữa. Cháu chia bớt việc cho mọi người ở trong làng cùng làm với nhé. Vâng thưa ông, với số lượng lớn thế này, chắc là làng mình lại có việc rồi ông nhỉ? Cháu của ông giỏi lắm. Vậy mà ông cứ tưởng cháu bỏ làng, bỏ nghề truyền thống mà đi. Không đâu ông ạ, cháu cũng yêu nghề giống như ông vậy. Cháu học nghề hướng dẫn viên du lịch, cũng là muốn giới thiệu làng tranh mình với khách nước ngoài đấy ông ạ. Bố ơi, cháu mình của ông không hổ danh là cháu của một nghệ nhân phải không ạ?
Cháu thấy ông mặc thế này đã được chưa? Ông ơi, đẹp lắm rồi ông ơi. Hôm nay quan trọng lắm, nên ông phải tươm tất. Ông sẽ có bài phát biểu trong buổi nhận bằng chứng nhận. Bánh rán bọc đường. Thời tiết sắp Tết rồi mà sao nóng thế? Cô ơi, mua bánh rán đi cô. Bánh rán bọc đường tôi mới làm sáng nay đấy cô ạ. Ngon lắm. Bánh mới làm hả chị? Vậy cho em 2 cái. Cô ơi, cô lấy cả 10.000 nhé. 10.000 năm chiếc cô ạ. Cô yên tâm, bánh tôi mới làm ngon lắm. Thôi được rồi. Nhanh nhanh lên chị ơi, nắng quá. Anh à. Vâng, em đến bến xe rồi nè. Vẫn chỗ mọi khi anh nhé. Vâng, anh cứ lái xe bình tĩnh. Không sao, em đợi được mà. Em mới mua bánh rán ăn tạm đây rồi. Con cái nhà ai mà cứ tự nhiên như ruồi thế không biết. Đúng là thiếu ý thức. Hải à, mẹ vẫn đang đi nhặt hả? Có muốn ăn bánh không? Cô lấy cho nè. Này có rồi hả? À, có rồi. Vậy ăn đi nha. Cô đi bán hàng tiếp đây. Chiều về nhớ ghé cô nhé. Đi ăn nhờ người khác mà cứ như kiểu của mình vậy. Sao trẻ con bây giờ ranh mảnh thế? Chỉ còn một chiếc cuối cùng, để xem ý thức của nó đến đâu. Nó mà ăn nốt chiếc cuối cùng này thì mình cũng đến sốc. Trời ơi, có cả những chuyện như thế này nữa sao? Nực cười quá đi mất. Đây mới là túi bánh của mình. Vậy là nãy giờ mình ăn bánh của em bé. Và em ấy đã chia cả chiếc bánh cuối cùng cho mình. Vậy mà mình đã nghĩ những điều không tốt. Em à, chị mua thêm bánh nữa rồi này. Chị em mình cùng ăn nhé. Em cảm ơn chị. Chị cũng thích ăn bánh rán bọc đường giống em ạ. Ngọt lắm đúng không chị? Ừ, ngọt lắm em à. Lần gặp lại. Cậu nói sao? Cậu đã xin thôi việc ư? Ừ. Sao lại thế? Tớ thấy chán cuộc sống ồn ào, xô bồ nơi thành thị. Tớ muốn về quê. Về quê? Trời ơi là trời, tại sao cậu lại dại dột như thế cơ chứ? Đang là trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn tên tuổi, có mức lương 1.000 đô mà bao nhiêu người mơ ước, vậy mà cậu lại từ bỏ nó để về quê, cậu điên rồi hả? Cậu bảo sao cũng được, nhưng dù gì tớ cũng quyết rồi. Thôi chào cậu nhé. Thật không thể hiểu nổi. Con nghĩ kỹ chưa Hoàng? Dạ rồi ạ. Con có biết con bỏ phố về quê, bà ấy lo cho con lắm. Mấy đêm bố thấy bà ấy khóc không thành tiếng. Nhưng vì tôn trọng quyết định của con nên không ngăn cản thôi. Bố à, con muốn làm một cái gì đó của riêng mình. Bố thấy đấy, sông nước quê mình thế này cơ mà. Con luôn có lòng tin là sẽ thành công. Con quyết tâm như vậy bố rất mừng. Nhưng hãy nhớ rằng, nghề nuôi cá trên sông xưa nay vốn chẳng nhàn hạ gì. Thêm nữa lại có rất nhiều rủi ro đó con. Một thời gian sau. Chà chà,
Sau mấy tháng nuôi, cá cũng đã cho mình nhìn thấy được thành quả rồi đấy. Chúc mừng con nha, khởi đầu rất tốt. Bán mẻ cá này rồi, con sẽ dùng toàn bộ nguồn vốn để mở thêm nhiều bè cá nữa bố ạ. À, cả khu vực này dần dần sẽ được phủ kín bởi những bè cá để cho ra lượng cá lớn sạch, chất lượng thịt thơm ngon. Nhìn con vui chưa kìa, những cố gắng ban đầu của con đã được đền đáp rồi nhé. Dạ. Trời ơi, gì thế này? Sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ? Mấy hôm trước chúng vẫn còn rất khỏe mạnh cơ mà. Bây giờ phải làm sao đây? Cá chết hết, ăn không được mà bán cũng không xong. Bao nhiêu vốn liếng đều bỏ đi cả sao? Con hãy nhớ rằng nghề nuôi cá trên sông xưa nay vốn chẳng nhàn hạ gì, thêm nữa lại có rất nhiều rủi ro đó con. Không, chắc chắn phải có nguyên do nào đó cá mới chết hàng loạt như vậy. Nhất định mình phải tìm cho rõ. Hoàng, con... Bố. Hoàng này, hôm nay bố gặp người bạn cũ. Bác ấy mới lập công ty riêng. Nghe bố giới thiệu chuyên ngành con đã học, bác ấy tha thiết mời con về làm cho bác ấy đấy. Bố nghĩ con nên... Bố à, con không đi đâu hết. Con đang nghiên cứu để bắt tay vào nuôi cá lại. Hoàng, con hãy nhìn lại con đi. Từ một thanh niên trắng trẻo thư sinh, công việc nhàn hạ, giờ con đen đúa, già đi hàng chục tuổi, mà tay trắng vẫn trắng tay. Con làm bố mẹ không lo không được. Bố ơi, con sẽ vay vốn để làm lại từ đầu. Giờ con đã nghiệm ra nguyên nhân thất bại chính là non yếu về kiến thức. Có kinh nghiệm và kiến thức thì sẽ hạn chế tối đa rủi ro bố à. Mấy năm sau, thưa anh, hôm trước mấy lồng cá ngoài xa có biểu hiện kém ăn, bơi ít. Em đã điều trị theo cách anh hướng dẫn, giờ cá đã ổn định và khỏe mạnh rồi ạ. Tốt lắm. Chúng ta phải theo dõi thật sát sao. Thời điểm này, sức đề kháng của cá còn yếu, chứ để chậm một chút là không thể cứu vãn được. Dạ vâng. Nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm tìm hiểu về cách nuôi cá sạch của chúng ta. Họ rất tin tưởng vào chất lượng độ thơm ngon của cá, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều hợp đồng nữa anh à. Tốt lắm. Bán xong được cá này, tôi sẽ mở rộng quy hoạch một vùng để trồng đậu tằm nữa. Ơ, tại sao anh lại trồng đậu tằm ạ? Chúng ta đang nuôi cá rất thuận lợi. Chẳng lẽ anh lại muốn chuyển sang... Cậu không biết đó thôi. Qua tìm hiểu tôi được biết, đây là một loại ngũ cốc mà cho cá ăn vào trong thời gian sinh trưởng thì thịt cá sẽ rất chắc và thơm ngon. Chất lượng thịt sẽ được nâng lên một tầm mới. Ồ vậy ạ. Em thật khâm phục sự chịu khó tìm tòi sáng tạo của anh đấy ạ. Vâng, chúng tôi rất may mắn được công ty chọn làm nơi cung cấp cá sạch, chất lượng cho hệ thống siêu thị tại thành phố ạ. Dạ, chúng tôi mới là người may mắn vì mình có được một đơn vị sản xuất bền vững, chất lượng cao như thế này. Dạ, cảm ơn các anh. Hoàng, Tú, tớ đã đọc thông tin về cậu trên nhiều trang báo kinh tế đấy. Được biết cậu đã là chủ cung cấp sản phẩm cho cả siêu thị lớn trên này. Ôi, nể cậu quá đấy. Có gì đâu. Phục cậu quá đấy. Ngày ấy tớ chửi cậu là điên, thế mà thằng bạn điên của tớ bây giờ đã là tỷ phú, lại gây dựng cơ nghiệp ngay trên cái quê nghèo lam lũ. Thật là giỏi quá, khâm phục cậu quá Hoàng à. Những ngày đầu cũng vất vả lắm, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ say mê không dứt ra được.
Đúng là một khi người ta có quyết tâm, làm việc với tất cả niềm say mê, với cả con tim, khối óc của mình, thì việc rồi cũng sẽ thành công. Gương của cậu, tớ và mọi người phải học nhiều lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.